Xin chào tất cả mọi người, quay trở lại kênh nghiện vô giá. Chúc mọi thân nhé, khỏe lắm, thành công nha. Hôm nay mình review là bánh quy rau củ này, mỏng giòn, ngon khỏe này, bổ sung 10 loại chất xơ này, 10 loại rau củ luôn nha. Đây, bánh xốp thương hiệu Kenju này của Hàn Quốc hay Nhật Bản này. Thành phần cũng có bột mì này, dầu thực vật này, đường này, rau củ sấy, một cà rốt, mè trắng, mè đen, rong biển, hành lá, rau chân vịt, bắp cải, cơm dừa, rau mùi tỏi, chất xơ, sữa bột nguyên kem, chất ổn định nha. Đó, chất chống oxy hóa và màu kia nha, chất tạo màu nha. Đây là thành phần có chứa bột mì này, sữa mè với đậu nành nha. Đó nên là dị ứng với đấy thì nên cẩn thận nha. Này được làm rất nhiều cơ sở này, rất là đông cơ sở phân phối cái này nha. Đó, cái này là 30.000 một gói nha. Mọi người hạn sử dụng như này này, 1 năm nha. Cái này mới có luôn, nó sản xuất tháng 1 vừa xong luôn. Đó, tôi sẽ bóc ra nha. Mình thấy cái bịch này đóng để đi Tết cũng rất đẹp nha. Tết mà mình thấy bịch này trước mình sẽ mua này, đi Tết biếu rất là đẹp. Cái màu sắc rất là dễ chịu, biếu cho người lớn tuổi mình rất là thích nha. Rất là thích cái màu này. Ở trong đây là đóng mỗi bịch bánh, trong bịch đóng theo tiếp này này, 2, 4, 6, 8, 10. Đó, 20 cái, vị chi hơn 1.000 một cái nha. Đó, mình sẽ bóc ra thử một cái nha, cũng giống y hệt màu ngoài luôn, để mình tính so sánh xem giống cái này không nha. Đó, một bịch được 4 cái, đây cũng giống nhau nha, những này to hơn, có đậm màu đỏ hơn nha, mọi người ăn thử rồi. Thơm mùi bánh bánh quy, mùi của bánh quy AFC. Mặn này, giòn. Thơm nhiều nhất là mùi của rau mùi á. Là thơm. Rau mùi như nhiều chỗ gọi là rau ngò ấy. Mới có đúng không nha? Mọi người nói đúng thì cho mình biết nha, ăn rất là ngon nha. Nó mặn mặn mà mà giòn giòn, có rau củ rất là thơm, có chút xíu của mùi của rau mùi, nhìn thấy người thấy nhiều nhất là mè, ăn cực kỳ ngon lắm. Cái này người lớn này, người già hay nhỏ đều ăn được hết luôn nha, rất là dễ ăn luôn. Cái này là dùng những bữa nào mà biến ăn rau củ, ăn này nó giúp rau củ cung cấp chất xơ, giúp mình mát cơ thể này kia nha, rất là ok, ăn rất là ngon nha. Tao bị nó cẩn thận, đẹp, không hề bị bể luôn nha. Tao vận chuyển mà nở ra 4 cái còn y nguyên, bởi họ làm cái độ này dày, với lại có thêm cái lớp hộp này chống bị ve đập và đập nó không bị nét nha, rất là ngon, tuyệt vời đấy. Bao nhiêu ngàn một gói, 20 cái, hơn 1.000 một cái nha. Mọi người có thể mua về dùng thử nha. Cảm ơn quý sở hết đều của mình nha. Mọi người nhớ like đăng ký kênh của mình. Xin chào mọi người trong video tiếp theo nha.